Hello xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với livestream của thầy Alex hay các bạn ha. Xin chào mọi người. À, các bạn nhớ lịch like livestream của thầy đó là thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 11 giờ sáng các bạn nhé. Chị khó để cái like lịch livestream của thầy và mỗi khi đến lịch like livestream thì chúng ta sẽ lên học cùng với thầy các bạn nha. Trên livestream của thầy sẽ cố gắng xử lý hai kỹ năng mà nó khó tự ôn nhất ở nhà đó, kỹ năng speaking cũng như là kỹ năng writing các bạn nhé. Đó Uh, hôm nay chúng ta sẽ đến một cái bài writing task 1 Và cái hình mà thầy uh, tìm cho các bạn ngày hôm nay ấy mọi người Nó khá là nhiều dữ liệu đúng không mọi người ha Thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ cùng xử lý bài này cùng nhau nhé các bạn nhé. So, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đọc tiêu đề với thầy này The table below shows the number of visitors in the UK And their average spending from 2003 and 2008 uh, Cái bảng này nó thể hiện cái dữ liệu của những cái người đi du lịch ở Anh Quốc và cái gọi là mức chi si tiêu trung bình của họ từ năm 2003 tới năm 2008. Ok không mọi người? Thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ cần làm gì mọi người? Chúng ta sẽ cần có một câu rephrase đúng không các bạn ha? À, trước khi viết thì mọi người thầy muốn chúng ta quan sát cái hình trước. Đó, ở đây là có dữ liệu về năm này, years này đúng không? Rồi dữ liệu về gọi là số người uh, du lịch này. Number of visits đúng không? Number of visits thể hiện bằng triệu đúng không các bạn? có nghĩa là 24 24,715 triệu đúng không? 24 triệu người đúng không? Đó. Rồi spend là gì là tổng chi tiêu đúng không? Là đơn vị là pounds đúng không các bạn? Bảng Anh tỷ bảng Anh đúng không? 11 tỷ bảng Anh, 13 tỷ bảng Anh đúng không? Và tiếp theo là average spend per visit đúng không? Gọi là mức chi tiêu trung bình cho mỗi gọi là mỗi mỗi lần đi đúng không các bạn ha? Đó là 475 Đó, Các bạn có thể giữ nguyên cái này được Đây là chỉ là bảng Anh thôi 475 bảng Anh thôi Và Average Nights Per Visit Có nghĩa là gì đây à, Cái gọi là trung bình mỗi đêm ở Đúng không Đó là 8 đêm này 7 đêm này Đó Khá là dễ hiểu đúng không mọi người Nào bây giờ các bạn thử viết cho thầy Một cái câu rephrase nào các bạn nào Thử giúp thầy nào các bạn ơi common guys Cái bảng này nó gì nhỉ Cái bảng này nó cho số liệu về gì đây liên quan đến du khách đúng không liên quan đến uh, gọi là thời gian của họ đúng không nhé yeah. nào thử cho thầy là mọi người rất là dễ luôn nào cái bảng này nó cho dữ liệu gọi uh, là liên quan đến du khách này chi tiêu này và thời gian của các cái chuyến đi uh, các chuyến đi đến vương quốc anh đúng không the uk đúng không đó the uk đúng không các bạn từ năm hai nghìn ba hai nghìn tám nào cố gắng nào viết cho thầy là mọi người có thể là nếu mà nó dài quá thì các bạn hãy thể viết tóm tắt cũng được. Đó, và có gì thầy sẽ expand thêm cho. Thầy sẽ hỗ trợ mở rộng thêm cho. Đó. Let's go, thử viết cho thầy câu đầu tiên nào các bạn ơi. Come on guys. Come on. Quá là dễ đúng không? Câu đầu tiên rất là dễ để viết đúng không mọi người? Thử giúp thầy nào các bạn ơi. Come on guys. Yes, cái bảng chi tiết này đúng không? nếu mà hơn một phút mà bạn nào không có đáp án cho thầy đúng không thì thầy xin phép thầy sẽ viết trước cho mọi người nha thầy sẽ viết cho các bạn xem nhá nào thử giúp thầy nào the table gì đây đúng không the table là cái bảng đúng không gì đây mọi người yeah. thử giúp thầy nào the table uh -huh. uh, thể hiện là gì indicate đúng không đó các bạn viết cho thầy cái câu sau này nhá indicate dữ liệu là gì nhỉ A statistic đúng không mọi người statistics uh, statistics st statistic Đó, liên quan về là concerning đúng không? Đó. Liên quan về gì đây? Về du khách này, chi tiêu của họ này, thời gian của chuyến đi này. Đó. The visual ở nghe từ visual nghe lạ quá em ơi, dùng the table cho thầy em. Review the comparison Recording the number of visitor and à, ok đúng không? Đầu tiên chúng ta có là gì đây? À, cái gì nhỉ? number visitor đúng không? Liên quan đến du khách đúng không? Chúng ta có thể nói là visitor cũng được, đó visitors này đúng không? Rồi gì nữa? Chi tiêu của họ là gì mọi người? Đe gì nhỉ các bạn nhỉ? Đe gì nhỉ cả nhà nhỉ? Chi tiêu là gì ạ? Đe Đấy, xong rồi đến gọi là chi tiêu của họ nhá đúng không? Đe cái gì đấy nhá. Và thời gian của các chuyến đi nào, thử viết giúp thầy là các bạn nào. Come on guys. Thầy đã mớm cho các bạn rất là dễ rồi đúng không mọi người? Mớm tận mồm thế này đúng không? Yes. The expenditure. Very good. The expenditure. Một cái từ rất là hay đúng không? The expenditure. Và gì nữa nhỉ? The purchases. À, uh, cũng được đúng không? The purchases. Nghe ok đấy nhỉ? Ừ. Mm. Purchases thì thực ra thầy thấy đấy, nó là mua sắm thì hơn. Ờ uh, nhưng mà lỡ đâu người ta chi cho nhà ở các thứ thì nghe nó hơi hơi, hơi chưa phù hợp lắm đúng không? The expenditure gì nữa nhỉ các bạn nhỉ? And Uh, cái gọi là số lượng đêm trung bình là gì nhỉ uh, mình dùng duration được không mm. đó. the duration the expenditure yes and the duration uh, of their trips đúng không to the UK between 2003 and 2008 đúng không mọi người đó viết như này được không các bạn ổn đúng không ạ Ừ, ok không? Cái bảng này này, cái bảng được chi tiết này thầy này hay cho cái thêm cái từ detail. Cái bảng được chi tiết này này, nó thể hiện dữ liệu liên quan về khách du lịch này, cái tổng chi tiêu của họ này, chi tiêu của họ cũng được gọi là chi tiêu thôi. Đó, và cái thời gian chuyến đi của họ tới Anh Quốc từ năm 2003 đến năm 2008. Đó. Rất là dễ hiểu đúng không mọi người? Đó. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ đến uh, gì nhỉ? một cái phần overall đúng không mọi người ha. Tí chúng ta sẽ cùng xem lại câu này nhá. Tập trung viết bài nhá thầy nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần overall đúng không mọi người? Overall. Yeah. Nào. Overall thì các bạn sẽ cùng quan sát giúp thầy cái nào tăng và cái nào giảm đấy mọi người. Chúng ta thấy đầu tiên là number visitor, number visits đúng không? Thì nó gì đây? 24 triệu này nó tăng tới 31 triệu. Ok cái này tăng. Spend này, tổng chi tiêu này 11 tỷ đến 16 tỷ. Ok nó tăng đúng không? Average spend per visit yeah, nó là 475 này. Cũng vẫn tăng đúng không? Tới 511 đúng không? Ok, tăng này. Và cuối cùng là average night. À, 8,2 xuống còn 7,7. Rõ ràng là sao chúng ta thấy là tất cả mọi thứ đều tăng ngoại trừ average night per visit đúng không? Ờ à, vậy chúng ta có một câu đúng không mọi người? Thử xem giúp thầy nào mọi người nào. Đó. Và tiếp đến chúng ta nhìn có thể chúng ta thấy là cái nào là nhiều nhất đấy nhỉ? chiếm nhiều nhất nhỉ cái tăng nhiều nhất nhỉ ừ. 475 năm 11 chắc là thầy lấy đại thằng này nhá, 11 tỷ đến 16 tỷ nhé nghe nó cũng có nhiều 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 đúng không mọi người ha đó cái gì 2008 có nhầm số liệu không thầy nhầm số liệu gì đây em? ừ, đúng rồi Thêm số 0 thôi em thêm số 0 vào đây thôi 31,880 thôi ừ, bình thường mà đúng không nào chúng ta sẽ cùng thử viết giúp thầy nhé đầu tiên các bạn nhớ thầy có mẫu câu mì ăn liền là gì không ạ Looking from an overall perspective Dạ yeah, đúng không? Đó. It is readily apparent that Đó, Dễ dàng thấy rằng đúng không? Dễ dàng thấy rằng này Các bạn thử viết cho thầy nào Cái tổng uh, lượt đến này Và tổng chi tiêu trung bình ấy Thì nó đều tăng Đúng không? Và với cái <laughs> Nó đều tăng này Thử giúp thầy cho câu Viết cho thầy câu này nào Thầy hỗ trợ nốt nào Đó tổng gọi là lượt không phải lượt truy cập đúng không tổng lượt đến đi đúng không tổng lượt đến là tổng cái visit đúng không đó và tổng chi tiêu và chi và chi tiêu trung bình tăng đáng kể đúng không đó thử viết cho thầy câu này nào các bạn nào quá là dễ luôn mọi người yes thử viết cho thầy câu này nào các bạn ơi rất là dễ nè chúng ta có nhìn tổng quan dễ dàng thấy rằng này tổng cái số lượng đến đúng không rồi tổng chi tiêu này và mức chi tiêu trung bình ấy, thì nó đều tăng đáng kể Đúng không các bạn ha Đó, cứ viết cho thầy câu này trước nào Xong rồi trong khi thì cái gọi là giờ Cái đấy viết sau đúng không mọi người Viết sau đúng không Nào thử viết cho thầy câu này nào các bạn ơi Come on guys Cố lên nào mọi người, cố lên nào cả nhà ơi <laughs> Nhìn tổng quan dễ dàng thêm rằng đúng không Tổng cái lượt đến này rồi Tổng mức chi tiêu này và chi tiêu trung bình thì nó đều tăng đáng kể đúng không? Tăng rất là nhiều đúng không mọi người? Đó. thử cho thầy xem nào. Thầy sẽ lấy đáp án của bạn nào nhanh nhất nha mọi người nha. Thầy sẽ lấy đáp án của bạn nào nhanh nhất nha cả nhà nha. Let's go guys. Come on, what do we have here guys? What do we have? Come on people, come on guys. Yeah. Ok. Tổng nó đến là gì? Total gì? Total visit đúng không mọi người? Total visit tổng chi tiêu là gì nhỉ uh, total hoặc là overall được không mọi người total arrivals để total spending ờ uh, ok của một bạn uh, trần toàn đúng không rất là hay này đúng không thầy lấy câu của bạn toàn nhé câu bạn này rất là hay luôn này các bạn này ok đúng không rất là phù hợp đúng không Yeah, total arrival, ok, arrival là lượt tới, được nhỉ, quá là hay luôn uh, Total spending, đúng không, total spending Yeah, And average spending đúng không? Yes, average spend cũng được. Ở à, OK, dùng spend là 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 động từ được đúng không mọi người? OK cũng được đúng không? Average spend đúng không? Thôi dùng là spending các bạn nhé. Dùng spending đi cho nói. Total spend, total spending and average spending. Oh uh, không phải both, both là dùng cho hai. Còn tất cả, oh increase significantly được chưa Đấy. Trong khi nào, trong khi cái nào giảm đấy các bạn? Trong khi thì why gì đây? Why the the uh, gọi là average night đúng không? Why average nights uh, per visit đúng không các bạn? tờ số trung bình đêm mỗi chuyến thăm đúng không? thì nó là gì đây? giảm nó gì Giảm giảm từ rất là dễ decrease đúng không? yeah ở cuối chu kỳ đúng không? at the conclusion uh, of the uh, of the period chưa? period đó rất là dễ hiểu đúng không? Nào, bây giờ các bạn viết cho thầy một câu nữa nào mọi người nào. Cũng đang chú ý rằng này, also uh, noticeable is that not, cũng dạng thì noticeable thì biết sai một xíu đúng không? Đâu noticeable is that not nào các bạn viết cho thầy nào. Cái mức tăng lớn nhất ấy, thì được uh, nhìn thấy hoặc là được ghi nhận cho tổng chi tiêu. Thử cho thầy câu này nào. Ở đây thầy muốn nói một cái địa điểm đặc biệt khác đó là thầy thấy là cái mức tổng chi tiêu này này thì nó có sự tăng trưởng lớn nhất đó thầy cứ nói đại ra đúng không từ 11 tỷ lên tận 16 tỷ đúng không mọi người tăng tận mấy tỷ đúng không yeah at the conclusion of the period là ở cuối chu kỳ em ở cuối chu kỳ at the end of the period em at the conclusion nó bằng với at the end được chưa ở cuối chu kỳ em ơi yeah. nào các bạn viết cho thầy câu này nào cũng dễ cũng dễ dàng nhận thấy rằng này cái mức tăng lớn nhất được ghi nhận cho tổng chi tiêu nào. Thầy đang dùng Notion em ạ, dùng phần mềm Notion. Hello, nào các bạn ơi, viết cho thầy câu này nào. Cũng dạ, cũng dễ dàng nhận thấy rằng đúng không? Ở đây thầy cho sẵn cái câu này rồi đúng không? Các bạn viết phần còn lại của nó này. Mức tăng lớn nhất được ghi nhận cho tổng chi tiêu đúng không mọi người ha. Mức tăng lớn nhất được ghi nhận cho tổng chi tiêu. Let's go everyone, come on guys Thầy sẽ nhận đáp án của bạn nào nhanh nhất nhé Thầy sẽ sửa đáp án của bạn nào nhanh nhất nhé các bạn ơi Cố lên nào các bạn nào, come on guys Cái mức tăng trưởng lớn nhất thì được ghi nhận Nhìn ghi nhận là gì nhỉ? Recorded đúng không mọi người? Được ghi nhận là recorded đúng không? Ghi chép đúng không? Cũng được đúng không các bạn? Được đúng không? Yeah hoặc là các bạn viết theo đúng cái đại ý của các bạn cũng được viết theo cái ý của các bạn cũng được mức tăng lớn nhất thì đó là tổng chi tiêu đúng không? Đó. Yes, của bạn Trần Toàn này đúng không? The highest rise was recorded for total spending. Ui, perfecto em, Nhật Nguyễn nào. The highest increase was đúng không em? Phải là quá khứ. Was recorded for all spending. ở uh, for total spending thì nó hay hơn. Hoặc là for overall spending thì nó hay hơn em nhé. Đó. Còn bạn nào đáp án khác nữa không ạ? Mọi người nhỉ? Còn đây đáp án khác được không? Thôi nhá, thầy sẽ lấy nhá. Thầy chúng ta vào bài viết cho nhanh nhá mọi người nhá. Thầy sẽ lấy của bạn đây, của bạn Toàn đi. Bạn Toàn rất là hay. Uh, the highest rise đúng không? Mình thể chuyển growth đúng không các bạn? Growth was recorded for total spending hoặc là overall spending được không các bạn? Được đúng không? Đó, được chưa? Xong. So, có rất là dễ hiểu luôn. Đây là mẫu câu miến liền mà thầy vẫn hay dùng đúng không các bạn? Cho nên các bạn lưu mẫu câu này lại looking for another sẽ bị trở đúng không đây đây nữa đấy lưu mẫu câu này lại bài nào thấy cũng dùng hai mẫu câu này đó dễ hiểu đúng không recorded là gì mọi người Hoặc là được ghi nhận đúng không các bạn yeah, được ghi nhận đúng không yeah, cho tổng chi tiêu was yeah. recorded được ghi nhận đó nào sang phần tiếp theo nhé tí nữa chúng ta sẽ cùng xem lại nhé Tại bài hôm nay hôm nay khá là dài tại vì nó khá là nhiều dữ liệu các bạn ha khá là nhiều dữ liệu nào, tiếp theo là các bạn nhìn với thầy nào ờ, đầu tiên thì chúng ta bài này ấy, thì thầy sẽ nhóm đúng không? Trước khi viết thầy sẽ phải nhóm details 1 và details 2 Nhóm ở đây thầy sẽ nhóm ra sao? Thầy sẽ nhóm theo từng cái dữ liệu, từng cái cột một Thầy sẽ không nhóm theo năm đâu, thầy sẽ nhóm theo dữ liệu về Thì thân bài 1 thì thầy sẽ tả về number of visit được không các bạn? Cái gọi là số người tham gia được không? Số người đến Anh Quốc đúng không? Và, và cái gọi là tổng chi tiêu là total spending, đúng không các bạn ha Total spending, đó. Và thân bài 2 thì thầy sẽ tả về average spending. Ờ, và cái còn lại đó là average nice, đúng không? Yeah. Được chưa? Dễ hiểu không các bạn? Đó, đúng không mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ cùng viết nhá. Ờ, đầu tiên thì nhìn vào cái gì đây? Nhìn vào mức cái số lượng uh, chi tiêu đúng không? À, cái số lượng người tới đúng không? Looking initially đầu tiên nhìn vào à, the number of visit được chưa? Đấy. Uh, à, nào, 2003 nào mọi người nào, các bạn sẽ thấy chắc là thầy cũng nhờ các bạn viết cho thầy câu này nào. Và 2003 này thì có bao có bao nhiêu lượt đấy Chị, uh, tới này và con số này tăng uh, đó, Đấy nhé, các bạn viết cho thầy câu này đi. Đó, hỗ trợ thầy nào. Cái này các bạn ghi chấm 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 cho thầy cũng được này có bao nhiêu lượt tới đúng không lượt tới này đúng không Đó. vào ba này thì có bao nhiêu lượt tới được không ạ đấy, sẽ hiểu đúng không mọi người ừ, tại vì đây sao thầy bảo các bạn chấm 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 để đỡ phải viết số ra nó đỡ mất thời gian Đó, viết cho thầy nhanh nào có bao nhiêu lượt tới và con số này đã tăng 3 đến 5 triệu mỗi năm cho đến năm 2006 các bạn thấy không là đầu tiên là thầy định nói là nó có bao nhiêu lượt ở đây này 24 triệu lượt người tới này. Và con số nó tăng gọi là 3 đến 5 triệu là tăng 2004 là tăng 3 triệu, 2005 là tăng 5 triệu đúng không? Thì thầy sẽ nói là khoảng tầm đấy, tăng khoảng 3 đến 5 triệu uh, mỗi năm đúng không? À có mỗi năm không nhỉ? Không. 2 đến 3 triệu thế nhỉ, đúng không? 2 đến 3 triệu thôi đúng không? Nó tăng khoảng 2 đến 3 triệu mỗi năm cho đến năm 2006. Nào, thử giúp thầy nào các bạn ơi. Come on guys. Thử giúp thầy Alex nào các bạn nào. Yeah. Come on guys, come on people. Thử giúp thầy nhé, viết giúp thầy nhé các bạn nhé. Yes. Đó, năm 2003 này thì có bao nhiêu lượt người tới này. Và con số này thì tăng tăng là khoảng 2 đến 3 triệu mỗi năm cho đến năm 2006. Đấy. Thử giúp thầy nào. Come on guys, thầy sẽ nhận đáp án của bạn nào nhanh nhất nhé, các bạn nhanh nhất nha mọi người. Come on people có là gì đây sử dụng chủ ngữ ảo the đi các bạn đúng không nghe cái này là từ the the đúng không sử dụng chủ ngữ ảo the đó the nhớ là chia quá khứ nhá đúng không the were đúng không các bạn <laughs> ok ờ, chuẩn nữa này bạn nhật rất là ok la đúng không yes nhớ the were bao nhiêu người tới luôn em không cần phải gọi là the were number visit làm gì cho nó công cành đó There were bao nhiêu người lượt tới đúng không? Yeah. Yes. Nào các bạn nào có đáp án khác nữa không nhỉ mọi người nhỉ? Còn bạn nào có đáp án khác nữa không cả nhà ơi. Come on guys. Mm. Nào. Không còn đúng không? Thầy sẽ viết nhá mọi người nhá, thầy sẽ viết câu này cho các bạn xem nhá. Looking initially at the number of visits, đúng không? Và 203 này. There were đúng không? There were gì đây sử dụng sử dụng chủ ngữ ảo there đúng không? There were bao nhiêu triệu người kia? 24 này, phẩy 7 1 năm này. phẩy 000 triệu mà đúng không? Phải ghi 2 triệu ra đúng không? Visitors được chưa? À, dùng visitor được đúng không? Visitors uh, và con số này this figure giờ thì nó tăng đúng không các bạn? Tăng là rose đi. Dùng rose đi, mình chưa dùng rose. Rose by tăng bao nhiêu thì các bạn nhớ là dùng rose by nhá rose by uh, about đúng không yeah. around cũng được đúng không around uh, three um, hai thôi two, two, two three million each year mỗi năm cho tới năm 2006 until 2006 uh, khi mà nó như nào đây các bạn cho tới năm 2006 này thì con số này nó nó chững lại đúng không các bạn ha nó tăng tới năm 2006 until thì viết sai Uh, tam hai này khi nó chứng lại ở mức bao nhiêu đây ở mức 32 tỷ đúng không các bạn hà ba mươi hai à ba mươi hai triệu chứ quên nào các bạn thử cho thầy một cái từ chứng lại nào khi nó chứng lại nào mọi người ơi yes. cho thầy cái từ chứng lại là gì đây mọi người nhỉ chứng lại nào uhm, thử xem nào hoặc là nó ổn định hay là gì như, như từ nào đây chứng lại nào các bạn thử giúp thầy nào mọi người yes nào cái từ chứng lại chúng ta sẽ dùng là gì được ở nhà mọi người nhỉ? Đó, tăng tới năm 2006 này khi nó chứng lại ở mức bao nhiêu đấy nè. Ờ, có một bạn từ rất là hay đó, từ plateau đúng không? Very good, từ plateau rất là ok luôn. Có bạn nào có từ khác không nhỉ mọi người ơi? Từ plateau là từ rất là hay. Stagnate đúng không? Ờ, stagnate là một từ cũng rất là ok la luôn đúng không? Stagnate, đó. Stagnate, Level of very good. Level of được không mọi người? Có được level of đúng không? Very good, good job guys. Thầy sẽ lấy từ uh, uh, Standard đi nha mọi người nhá. Level of được đúng không? Stunned when it stunned đúng không? Uh, at bao nhiêu đây? 32 uh, phải khoảng đi nhá. at about you uh, know, 32 million chỉ viết cho nó ngắn gọn đi các bạn ơi. Viết nó ngắn gọn chứ cứ phẩy phẩy nhiều quá nhìn nó cũng loạn. Uh, 32, uh, 32 triệu đúng không? Trước khi giảm đi, preceding, preceding bằng từ before đúng không các bạn nhé Preceding uh, giảm ở uh... à đâu? Trước khi tăng chứ? À giảm giảm đúng không? 32 giảm xuống 31 preceding từ giảm dùng từ gì hay nhỉ các bạn nhỉ? Từ gì mà nãy giờ chúng ta chưa dùng nhỉ các bạn ơi? come on guys, nào từ giảm nào, rất là dễ nè mọi người nào. Cho thầy cái từ giảm đi nhỉ? cái từ nào giảm nó hay hay một xíu là các bạn nào yes <laughs> yes cho thầy một từ giảm là các bạn nào come on everyone yes drop luôn yes rồi ok tất cả anh drop went down cũng được ok rất là hay preceding dropping uh, trước khi giảm xuống đâu uh, preceding dropping to kết thúc nhá finish at plummeted đúng không plummeted thì uh, nó là giảm sâu em ạ từ for thì ok này từ for thì ok thật là giảm sâu thầy nghĩ là đây nó không giảm sâu lắm 32 xuống còn 31 thì nó không sâu lắm đúng không Thì finish at 31 phẩy tám tám không phải không được chưa đó các bạn cùng xem lại câu này nhá. các bạn thấy không reach to đạt tới reach to là đạt tới đấy, bạn đạt tới thường là dùng là tăng witness a downward trend rồi làm gì mà cồng cảnh thế hả em tả một dữ liệu lại cần chứng kiến xu hướng giảm nó cồng kềnh quá săn ạ à. em viết thế nó cồng kềnh quá đúng không cùng xem với thầy nha mọi người nhá đầu tiên này nhìn vào cái số lượng người tham quan này Vào năm 2003 này thì có 24 triệu người này và con số này tăng 2 đến 3 triệu mỗi năm each year chứ mỗi năm cho tới năm 2006 khi mà nó gọi là trứng lại đúng không start uh, start này đúng không nó là trứng lại đúng không nãy các bạn còn có mấy từ hay ho nhỉ mọi người nhỉ plateau đúng không mọi người plateau lâu rồi thầy không biết từ này thầy không biết là viết có đúng không plateau viết nào nhỉ không phải đúng không? lại có bạn bạn cho thầy thì plateau viết rất là hay thầy cái từ này thầy không gọi là tự tin để dùng lắm cho nên là thầy ít dùng á thầy biết từ này thôi plateau pla, plateau plateau đúng không? nó viết sai sai đây plateau đây plateau nó cũng là chứng lại nó là giữ mức ổn định ở vị trí cao giữ ổn định ở mức cao đó rất là hay luôn preceding nó bằng từ before thôi các bạn ha bằng từ before thôi đó, đơn giản như vậy thôi preceding nó bằng từ before trước khi giảm để kết thúc ở mức 31 triệu đó. start net và plateau hai từ rất là hay ho luôn good job everyone nhé yeah. good job million là đơn vị không thêm s cho thầy không cần em million ai dạy là thêm s mà million này em không có đúng không thêm s vào cái danh từ thôi em ví dụ như là đây này danh từ như này phải thêm s này còn million thì không thêm s nha các bạn ơi Yes, <laughs> ai dạy để <the> mi liền không <laughs> thể thêm s đấy các bạn. Yes, nào, tiếp tục nhé các bạn nha. Chúng ta sẽ tả đến gọi là spend, spend tổng chi tiêu ở mức bi liền đúng không? À, trong trong mức tỷ đúng không mọi người ha? Nào, à, chúng ta các bạn nhờ thầy nhờ các bạn viết cho thầy nào? Uh, similarly đúng không? Similarly nhé, tương tự nhá. Thì cái gọi là tổng chi tiêu ấy. Uh, thì nó đã tăng tán kể đi các bạn ơi thử giúp thầy nào ừ. mức tổng chi tiêu này tính theo bảng anh này tính theo bảng anh là chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ in uh, tính tính theo bảng anh là in in British pound thôi, đúng không yeah in uh, gọi là tỷ theo tỷ bảng anh đúng không in billion uh, pounds đúng không các bạn pounds đó nào thử giúp thầy nào các bạn nào tổng chi tiêu này tính theo. Đó. Thử giúp thầy câu này nào các bạn nào. Yes. Tổng chi tiêu này tính theo tỷ bằng anh này thì đã tăng đáng kể từ mức này lên mức này quá là dễ luôn. Yes. Thử giúp thầy nào. Ồ có một bạn từ rất là hay này. So exponential growth. Ui quá là hay luôn, chứng kiến một cái xu hướng rất là mạnh. Ok được đúng không? So exponential growth từ mức này đến mức kia. Ok rất là hay luôn các bạn. Nào thử nhá. Thầy sẽ lấy của bạn kia nhá tổng chi tiêu là gì nhỉ các bạn ơi dùng từ gì được nhỉ? Thôi dùng bình thường thôi đúng không các bạn nhá? Chúng ta sẽ dùng là overall spending đi. Overall spending này thì nó so có một từ rất là hay exponential growth đúng không? Nhé, yeah, thấy được? Từ bao nhiêu đây các bạn? À, xong rồi mở ngoặc ra cũng được nhá, đúng không? Hoặc là in million tổng chi tiêu à tổng chi tiêu tính ra thì mà anh nó phải, phải ghi đây chứ tổng chi tiêu này in billion house này đó danh từ mới là chữ s này em ơi so exponential growth uh, từ bao nhiêu đây nhỉ từ một một đúng không uh, in 2003 nghìn ba tu đến 2006 luôn nhé thầy bỏ qua dữ liệu hai nghìn bốn hai nghìn nhé các bạn nhé bởi vì nó đều là tăng thôi đó nó đều là tăng thôi đúng không các bạn tăng tới 2006 thì nó giảm này đúng không mình chọn dữ liệu là thông minh một xíu chứ không phải cái gì cũng liệt kê qua thì không đủ thời gian mà viết luôn các bạn ạ. Đó mình chọn cái dữ liệu để tả thông minh một xíu 2-6 này. sau đó nào, sau đó giảm đúng không? Giảm dùng từ gì được nhỉ? Ừ. Giảm từ gì nó hay nhỉ các bạn nhỉ? Nãy từ gì mình chưa dùng nhỉ? Sau đó này thì nó giảm xuống gọi là nó giảm xuống 15 này. 15 tỷ vào năm 2007 này. Và nó bật lại đúng không? Ờ. À thử giúp thầy là cho thầy cái từ giảm trước nào cho thử cho thầy một cái từ giảm nào để cho nó hay ho uh, for đúng không quá khứ nha các bạn ơi phải đổi thành quá khứ giúp thầy nha các bạn đúng không sau đó giảm về quá khứ chứ bài này nó giữ dữ liệu qua rồi mà diminish một từ nó cồng cành quá em yes diminish <laughs> cũng được đúng không deteriorated nó cồng cành quá các bạn ơi Thôi decline này thầy cái một từ rất là hay là từ decline nhá. Ok đúng không? Then decline. Ôi đừng có dùng cồng cành của các bạn ơi, đừng dùng từ vựng mà nó nghe nó khủng khiếp quá, bình thường thôi các bạn. Then decline to 15 đúng không? 15 960 đúng không? Uh, in 2007 và nó bật lại nào các bạn nào. À, các bạn thấy là nó giảm 16 giảm xuống 15, sau đó nó bật lại lên đúng không các bạn ha? Bật lại lên mức 16 nào, cho thầy một từ mà nó bật lại nào các bạn nào. Nào các bạn nào, hoặc là nó, nó tăng lại nào Bật lại này Hoặc là tăng lại nào các bạn nào Thử cho thầy, Ô một từ rất hay này bạn Loan có từ rất là hay đó là bounce back đúng không Rất là hay luôn, good job em nhé yeah. Bounce back, ok đúng không Yeah, thử nào cho thầy Một từ bật lại hoặc nó tăng lại nào các bạn nào Nó giảm xuống mức 15 Tỷ đúng không Xong rồi nó tăng lại lên mức 16 tỷ nào Thử cho thầy cái từ gì nó bật lại Nghe nó hay ho nào các bạn ơi Come on everyone nhé. Yeah. Bạn Loan hiện tại thắng thấy rất là hay. Thì muốn các bạn nhận thêm một vài đáp án khác. Một vài đáp án khác nữa nào các bạn nào. Yeah, mấy từ vựng này hay ho mà đúng không mọi người? Come on coins. Ngoài từ bounce back các bạn từ gì nữa không nhỉ? Tăng lại là từ gì mọi người? Increase again đúng không? Back to đúng không? Okay. Rose again này đúng không? Đấy thấy chưa? Rose again này. Đơn giản mà đúng không? Recover. Very good. Có một từ recover rất là hay. À được đúng không? Yeah, uh, bounce uh, decline to này and uh, gọi là uh, rebound đúng không? Rebound được không? Thầy sẽ dùng từ rebound. Hoặc là có một bạn gợi ý thầy là từ recover rất là ok. Uh, recover gọi là nhẹ thôi đúng không? Tăng nhẹ thôi là marginally đúng không các bạn ha? Marginally. Yeah. Tu 16 này. Phẩy 323. Ờ uh, In 2008 đúng không? Đấy được chưa? Đó rất hay này, có một từ rebounded này hoặc là recover này, đó, rất là hay luôn. Đố các bạn biết từ marginally là gì nhỉ các bạn nhỉ? Marginally là gì đây các bạn ơi? Thầy đố các bạn biết nào cho thầy nào, từ marginally ý nghĩa là gì đây nhỉ các bạn nhỉ? Thử giúp thầy nào mọi người nào. Ôn từ vựng luôn nào các bạn. Marginally các bạn tìm với thầy cái từ đồng nghĩa nào cái từ đồng nghĩa với cái từ marginally sẽ là gì nhỉ các bạn nhỉ? Come on guys, yes, một cách học từ vựng nào các bạn? Marginally chúng ta có từ đồng nghĩa là gì đây các bạn? Slightly được không các bạn ha? Slightly này thích ăn cam và thịt này, ok. Đó. oh, sorry, à, không phải gradually nhỉ em? Cận biên đúng rồi, cận biên sao mà dùng khó đấy? slightly, marginally hai từ này nó bằng nhau đúng không? Nó đều có nghĩa là một chút đấy mọi người. Nó phục hồi lại một chút, một xíu đúng không các bạn ha? Nó bằng từ slightly thôi. Chắc là ai cũng biết từ slightly đúng không các bạn ha? Ai cũng biết từ slightly đúng không? Yeah. Rất là hay luôn các bạn, cực kỳ hay luôn. Ok, được chưa? Nào chúng ta viết tiếp nhé Vậy là chúng ta đã xử lý xong một bài rồi đúng không mọi người? Các bạn thấy dễ không ạ? Yeah scarcely có một bạn nó cho thầy từ scarcely không phải scarcely nó là hiếm khi này các ạ nghe trong trường hợp này thầy không nghĩ là nó đúng phù hợp là đúng hoàn cảnh minimally very good được đúng không ờ à, đúng rồi minimal minimally nữa đúng không chúng ta có từ minimally nữa đúng rồi why not yeah why not guys yeah minimally ok nhớ yeah. tiếp nhé các bạn nhé chúng ta cùng xem tiếp nhé mọi người <laughs> so let's go guys cùng xem nốt hai cái dữ liệu còn lại nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tả gọi là average spending and uh, you know average nice per visit, yeah. Let's go boys and girls. Let's go. Đó, liên quan về đúng không? Các bạn biết là thầy hay có cái kiểu viết là khi viết mở bài một cái thân bài mới thầy có dùng từ recording. Liên quan về gọi là mức chi tiêu average spending đây đúng không? Đó, average spending. Đấy. Nào, thầy đang muốn nói là cái dữ liệu này nó bắt đầu ở mức thầy sẽ dùng cái câu gì nhỉ mọi người nhỉ? Dữ liệu này này. Dữ liệu này bắt đầu ở mức ờ à, chúng ta gợi ý cho thầy nào. Dữ liệu này ở mức bao nhiêu đấy nào? Các bạn diễn đạt giúp thầy nào mọi người nào. Thầy xem bạn nào câu câu trả lời nó hay ho thầy sẽ cho vào bài nào các bạn ơi. Dữ liệu này dữ liệu này nó bắt đầu ở mức là 475 đúng không các bạn ha. Nhé. Yeah. 475 đúng không? bảng anh đúng không yeah. Đó. Thử giúp thầy là các bạn à dữ liệu này bắt đầu bắt đầu ở mức đúng không? Bắt đầu ở mức 475 bảng anh nào. From eligible 475 không phải rồi em ơi không hiểu cái từ eligible lắm, tại sao cho từ eligible vào đây. Nào, dữ liệu này bắt đầu ở mức 475 bảng anh nào. Come on everyone các bạn nào thử diễn đạt giúp thầy thầy sẽ xem bạn nào có đăng câu hay nhất thì thầy sẽ cho vào trong bài nha mọi người nhé chúng ta cùng nhau xây dựng cái bài này nha mọi người nhá let's go <laughs> dữ liệu này nó mức bắt đầu ở mức 475 cái dùng cái từ bắt đầu chúng ta có từ gì nhỉ à, bạn Nguyễn Loan này this statistic initially started at uh, started at đúng không bạn săn này the figure started at rất là hay luôn này this data ok nhưng mà toàn thì chưa chưa động từ chưa gọi viết chưa đúng thì cho thầy rồi em ơi Started at stood at, ok đúng không được mà được đúng không nào thầy sẽ lấy dùng từ start chật như mọi người nhá dữ liệu này chúng ta thể dùng the figure nhưng mà hồi nãy mình đã dùng the figure rồi thì bây giờ chúng ta dùng the statistic đúng không statistic uh, this statistic đúng không đó. Hoặc là the statistic, statistic viết sai, sorry mọi người. The statistic started đúng không? Ngoài từ started chúng ta còn từ gì begin đúng không mọi người? Started at nào, 475 đúng không? Uh, không cần phải vào năm bao nhiêu nữa nhá. Và con số này thì nó gì đây? Giảm năm sau đúng không các bạn thấy không? Năm 2004 nó giảm này. Đó, và nó gọi là sau đó thì nó gì đây? Nó tăng liên tục đúng không Sau cái mức hành bốn nó bị giảm nhá Thì nó tăng liên tục này Cho tới cuối chu kỳ À thử giúp thầy nào các bạn nào Chúng ta sẽ tả như nào đây nhỉ Bây giờ chúng ta biết nó gọi là Bắt đầu mức này này Giảm nào mọi người nào Nó giảm sau đó nó tăng lên nào các bạn nào Thử diễn đạt cho thầy nào Cho thầy một từ giảm nào các bạn nào Giảm này Giảm tới mức bao nhiêu đúng không Ờ yeah. uh năm sau đúng không? năm sau các bạn thử xem cho thầy năm sau là gì này và nó tăng uh, tăng tăng uh, liên tục đi đúng không? tăng liên tục, yeah. thử giúp thầy nào các bạn nào diễn đạt giúp thầy nào nó cái dữ liệu này nhá nó giảm này tới mức bao nhiêu này vào năm sau này và sau đó là nó tăng liên tục yeah. và sau đó đúng không? và sau đó tăng liên tục thử giúp thầy nào các bạn nào diễn đạt cho thầy từ này nào cho thầy mấy từ đi các bạn nhé sẽ lại oh yeah em năm sau lại là oh yeah em nào come on guys come on everyone cho thầy thầy sẽ như muốn xem một vài cách diễn đạt nào thầy thấy cách diễn đạt nào hay nhất thì thầy sẽ cho vào vở nhá đúng không nhớ yeah. con số này thì nó bắt đầu ở mức 475 này và nó giảm tới mức bao nhiêu vào năm sau này và sau đó nó tăng liên tục này thử giúp thầy là các bạn come on everyone come on guys yeah thử giúp thầy là các bạn ơi <laughs> giảm tới mức bao nhiêu này sau đó nó tăng liên tục đúng không à, bạn risk fan nào à, uh, slide decline ok giảm nhẹ tới mức này là 466 này in hành tư này trước khi consistently growing to very good trước khi tăng liên tục tới năm 511 rất là hay luôn bạn risk fan này ok la này đúng không bạn uh, Quang Huy nào so in uh, subsequent one year tại sao lại thế nhỉ không dùng subsequent one year em Increase slightly ở à, tăng nhẹ không đúng rồi tăng liên tục các em. Falling to 466 a year after đúng không? Uh, before it rose again continuously, okay, uh, rose, <coughs> rose again continuously yeah. Cái gì ly phùng đây thầy không dạy em à? Sao lại không dạy em à em ơi? Bạn săn nào after slight decrease to 466 này it grew constantly, uh, constantly okay này continuously ok này đúng không các bạn ha rất là nhiều từ hay luôn mọi người đó được đúng không hay good 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 nào chúng ta sẽ bắt đầu viết nha mọi người nhá uh, thầy giảm thì thầy thấy có một bạn gọi là uh, dùng từ for đi đúng không dùng từ for ok drop thì nãy mình dùng rồi đúng không em drop nãy mình dùng rồi cho mình dùng từ for nhá so the statistics started at này đúng không uh, fail đúng không quá khứ for là gì là fail fail to bao nhiêu đây các bạn fail to 466 đúng không uh, in không uh, không. à không không, không dùng mấy nữa For, uh, gì nhỉ the following year đi đúng không the following year đi đúng không các bạn và năm sau ấy đúng không Đó, mình không đổi kiểu viết một xíu yes <laughs> yes ok chưa một cái gì vậy em kết thầy vậy thầy làm gì em đâu em gì yes. mà yeah. đi dạy cũng không xong được <laughs> đi dạy cũng không xong and then gì nhỉ? À, tăng lên là nãy thầy có bạn nào dùng từ tăng này, grew đúng không? Tăng lên cũng được đúng không? Rose again này ok. Chắc là thầy sẽ lấy của bạn của của bạn uh, gì nhỉ? Quang Huy nhá. Increase này, bạn ấy dùng từ increase ok này đó. Nhưng không dùng là slightly continuously đi. Được đúng không? Của bạn Loan. Uh, then increase continuously Thầy sẽ bỏ dữ liệu năm 2005 này, 2006, 2007 đi và thầy nói thẳng luôn. Ờ, đạt đỉnh nhỉ? Ơ ờ, đúng rồi. Các bạn thấy là năm 2008 nó đạt đỉnh không nhỉ? Đạt đỉnh nào mọi người nào? Đạt đỉnh nào mọi người? Chứ cho thầy động từ đạt đỉnh nào mọi người ơi? Come on guys. Đạt đỉnh nào các bạn nào? Come on people. Come on guys. Uplift. Sao lại có từ uplift ở đây nhỉ? Uh, uplift là nâng cao. Không phải rồi em ơi. Uplift là nâng lên, nâng cao. Thầy dạy khó quá đúng không? Yes. Reach a pick, very good. Pick up, very good. Đúng rồi. Đó. Reach a pick được, đúng không? To reach a pick off, đúng không? Và pick up. Uh, à, reach a pick off hoặc là pick up các bạn nhé. To pick up, được chưa? To pick up bao nhiêu đây? 511. Uh, in 2008. Quá là dễ hiểu luôn. Hit the highest point, very good. Sao lại reach a hit? <laughs> các bạn ạ. Reach a hit. <laughs> Vì mà trộn linh tinh với em Reach a pick off đúng không? Các bạn nhớ là dùng danh từ a pick thì phải là đi về off Còn động từ là pick up Nhớ giúp thầy Đó, được chưa? Sau đó này thì nó tăng liên tục để chạm đỉnh mức năm 11 vào năm 2008 có là hệ Hit a bottom, hit a bottom là chạm đáy em ơi yeah. Bottom là đáy đúng không? Hit a pick, hit a pick off đúng không? Hoặc là hit the highest point off Đó. Ok không, mọi người Nào, <laughs> Sau đây chúng ta có gì nữa nhỉ mọi người nhỉ Thử xem tiếp nhé mọi người nhé Dữ liệu cuối cùng thôi đúng không mọi người Dữ liệu cuối cùng là Average Nice thôi đúng không à, Cuối cùng này Ultimately này Cuối cùng này yeah. Cái gọi là Average Nice đúng không Average Nice uh, per visit yeah? Per visit <laughs> Sorry mọi người hôm nay thầy Sáng dậy thầy dậy hơi lạnh ấy Chứ là giọng thầy nó cũng hơi lại khàn khàn này các bạn uh, Average night per visit đúng không? Per visit uh, để thầy xem là xem tả như nào nhỉ Nó bắt đầu ở mức uh, Gọi là 8.2 đúng không? Yeah uh, Bắt đầu đi các bạn Nó cho thầy từ bắt đầu đi mọi người uh, Đúng không? Nó bắt đầu này Bắt đầu ở mức 8.2 này các bạn này Đó <laughs> và sau đó nó gọi là gì đây ờ, Gì nhỉ? 8.2 và nó giữ 8.2 này các bạn nào à. bắt đầu ở mức uh, ở mức 8.2 này đúng không được chưa và sau đó là gì và duy trì đúng không các bạn và duy trì hoặc là giữ ổn định đúng không các bạn ha hoặc là giữ ổn định nào thử cho thầy hai từ này là mọi người nào giữ ổn định nào duy trì và giữ ổn định nào, come on guys nó bắt ở mức 8.2 này, sau đó nó giữ ổn định và năm sau đúng không? Nhớ, yeah, năm sau. Thử cho thầy nào, rất là nhanh gọn thôi. à bạn săn nào, "begin and stay at", "stay", "stay" là giữ thôi. Ừ, còn ổn định cơ. Ừ, từ "stay" thì thầy nghĩ là chưa đúng lắm. "Remain stable" này, "remain unchanged" ok được này, rất là hay. Bắt đầu nào mọi người, mọi người không cho thầy từ bắt đầu luôn à? "Stay unchanged" ok. "Initially at à Được nhỉ? Init, uh, "initiate" Initiated đúng không? Initiated at, okay, very good, đúng không? Bắt đầu ở mức bao nhiêu? Bạn Rizvan là từ rất là hay luôn. Remain unchanged, initiated at uh, 8.2 này. Remain, un, remain stable, very good. Remain chưa chưa động từ cả em ơi, không cần tên kìa. Begin này, okay. Remain relatively steady. Uh, thực ra thì steady nó không đúng lắm. Steady là nó khá mức ổn định. Có nghĩa là nó sẽ phải gọi là giao dao động một xíu. Còn đây là người ta giữ nguyên mà em Ngọc đúng không em? Nó giữ nguyên là 8.2 cơ em ạ Thầy sẽ lấy của bạn Richman là rất là hay đúng không? Uh, cuối cùng này Thì gọi là The average night per visit thì nó Initiated at Rất là hay luôn Bắt đầu đúng không? 8.2 này uh, Và nó gọi là gì nhở? Uh, remain uh, Remain uh, remain uh, uh, Steady Unchained cũng được đúng không? unchange này đúng không? Nãy các bạn dùng từ unchange thầy xem lại còn mấy từ. Uh, thầy có một cái từ đó là từ level đúng không các bạn? Remain level cũng ok đúng không các bạn ha? Là giữ nguyên đấy. For a year đúng không? Trong vòng một năm for a year. Đấy yeah, được không các bạn? Ở đây thì thầy sẽ nói muốn bổ sung thêm dữ liệu này một xíu. Uh, average night per visit này thì đây là gì? You know The only data to like decline yeah. đó thầy nhồi thêm dữ liệu à, khi mà nói về average night per visit ấy, thì đây là cái dữ liệu duy nhất trong cái biểu đồ này mà nó giảm the only data to decline dữ liệu duy nhất mà nó giảm đó thì nó bắt đầu ở mức 8.2 này đúng không sau đó là giữ ổn định for year này sau đó là tăng nhẹ đúng không các bạn ơi yes tăng nhẹ à các bạn cho thầy thử là tăng gì nhỉ tăng tăng 8.3 và 8.4 đúng không à tăng gọi là gì nhỉ? Tăng 1 uh, cho 2 năm tiếp theo đi. Đó. 2 năm cho 2 năm tiếp theo. Ừ. Nào. Thử cho thầy nào mọi người nào, sau đó này nó tăng 1 cho 2 năm tiếp theo này mọi người nào. Ta sao về bỏ trong ngoặc ạ? À, à đấy để thầy nhồi dữ liệu thôi em. Nhồi dữ liệu thầy cứ mở ngoặc ra thầy cho vào thôi. Các bạn thử cho thầy nào nó đang giữ ở mức ổn định 8.2 đúng không? Sau rồi nó tăng gọi là lên 8.3 và 8.4 cho 2 năm tiếp theo thì thầy đang muốn nói là thầy không muốn nhắc tới 8.3 8.4 nữa bởi vì tả như thế sẽ rất là nhàm và thầy muốn nói là tăng một đơn vị cho 2 năm tiếp theo. Thử giúp thầy nào mọi người nào. Yes. Yeah. Giúp thầy nào mọi người. Come on guys. Tăng một đơn vị cho 2 năm tiếp theo này các bạn nào. Come on guys. Ah, à, rose by này đúng không? Một bạn Brian rất là hay rose by one over the next two years, very good đúng không? Nghĩa yeah. à. <laughs> tăng tăng một cho 2 năm tiếp theo đúng không? Rất là hay luôn. Good job em. Yes. Đó rose đúng không? Chúng ta dùng từ rose đi. Nãy giờ mình không dùng từ rose nhiều lắm đúng không? Uh, level remain level for year này. Rose uh, you know by one uh, for the next 2 years đúng không? Next 2 years, được chưa? Yeah. Nhá. và sau đó là gì đây? Đang đang 8.4 đúng không? Ờ uh, sau đó là gì? Trước khi giảm đi mọi người nha Ờ uh, trước khi giảm là gì nhỉ? Trước khi giảm xuống 7.7 uh, vào năm 2007 và 2008. Thử giúp thầy câu cuối cùng nào các bạn ơi Come on guys Đó Trước khi giảm xuống 7.7 vào năm 2007 và 2008 nào Rất là dễ luôn mọi người Come on guys Come on everyone Nào câu này rất là dễ nào mọi người Cho thầy nốt câu cuối này Rose by uh... À nhờ Rose by 0.1 chứ quên 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 đúng rồi đúng rồi Quên 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 sorry đúng rồi Quên đúng không Đúng rồi nhìn nhầm đúng không 0.1 sorry cả lớp nhầm nhọt sang trồng trọt đúng không các bạn Yes nào, trước khi giảm xuống 7.7 vào năm 2007 và 2008 nào các bạn ơi. Come on people, come on everyone, yeah. Come on guys. Nào, trước khi giảm xuống 7.7 vào năm 2007 và 2008 nào. Before declining declining to 7.7 at the end of period. Ok, very good. Được đúng không? Kết thúc chu kỳ. Ok, Loan à Falling to 7.7 in the last two years. Ok, good. Được. Risk found before reducing to reducing một từ rất là ok. Going down ờ, à, Tại sao mình không dùng going down nhỉ Nãy giờ chưa ai dùng going down đúng không Có một bạn nào à, Bạn Mai, Mai Trang đúng không Before experiencing a decline to Ờ à, được Before experiencing a decline to Được trải qua một cái sự giảm Good uh, là before, before that decline to Không cần that nữa em ạ Before decreasing to nha. Dùng in em ạ Ok Preceding Dropping Dropping thì phải là to nhá Huyền nha em Ok, rất nhiều bạn rất là nhiều từ hay Thầy sẽ không dùng preceding, preceding nữa Bởi vì thầy đã dùng rồi đúng không Thầy sẽ dùng before Before gọi là going đi đúng không Nãy mình chưa dùng going Going down to 7.7 In 2007 And 2008 Được chưa Xong Đơn giản Easy peasy đúng không các bạn ha Đó <laughs> Đây and đúng không Quá là dễ luôn Các bạn cùng xem lại bài này Câu này xem có cái gì khó hiểu không nhá Đó Uh, remain unchanged, remain level này là giữ ổn định này các bạn này, từ này rất là hay này đúng không? nhớ yeah. giữ gì ạ? À? giữ ổn định đúng không? rất hay luôn đó. Uh, initiated này nó bằng với là bắt đầu là từ begin đúng không các bạn ha? begin đúng không? rất là hay luôn các bạn, nhiều cho thầy rất là nhiều từ hay ho luôn các bạn ơi. cứ chọn people. các bạn nhớ là chúng ta sử dụng từ vựng là một phần nhưng mà chúng ta cố gắng là keep it simple nhé, keep it short and simple and easy to understand các bạn nhé. Đó. thế thôi đúng không mọi người rất là nhiều từ hay thôi bình thường thôi đúng không pick up đúng không là đạt đỉnh cũng từ này cũng bình thường chả gì cả đó ok nào chúng mình cùng xem lại cả bài nha mọi người nhá uh, và chúng sau đó là chúng ta sẽ cùng gọi là chấm điểm nha cho điểm nha các bạn nha ok ok nào the table đọc lại đề bài với thầy này The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from hành đến 3, à hành đến 8. Thấy chưa? Cùng xem nhé câu oh, mở bài này câu oh, mở bài của thầy này Đó. the table indicates statistics concerning visitors này their expenditures này and the duration of their trips to the UK between 2003 và 2008 đúng không không có gì khó hiểu cả đúng không đây là đều là những cái đóng góp của các bạn học sinh xem livestream ngày hôm nay thầy rất là trân trọng luôn good job everyone nào nhìn tổng quan dễ dàng thấy rằng này cái tổng lượt tới này arrival rất là hay này và cái tổng chi tiêu và cái mức chi tiêu trung bình thì nó tất cả đều tăng rất là nhiều. Trong khi thì cái trung bình mỗi đêm ấy thì nó giảm ở cuối chu kỳ at the end of the uh, of the period là at the conclusion of the period nó giống nhau. Cũng dễ dạ dàng dạ dạ dẫn dễ dàng nhận thấy rằng này thì cái sự tăng trưởng lớn nhất ấy thì đã được ghi nhận cho cái mức tổng chi tiêu overall spending. Very good everyone. Good job here tiếp tục nào các bạn ơi mình xem tiếp nhá thân bài một chúng ta sẽ chỉ tả về Oops, sorry thân bài một chúng ta sẽ chỉ tả về gọi là number of visits và total spending thôi looking initially nhìn đầu tiên nhìn vào cái tổng số người tới này và năm 2003 này thì con số là 24 triệu người này và con số này nó tăng khoảng 2 đến 3 triệu mỗi năm cho tới năm 2006 khi mà nó gọi là uh, gọi là ổn định đúng không? Start start đúng không? Gọi là giữ nguyên đúng không? giữ nguyên, giữ nguyên chẳng hạn. Hoặc là nó ổn định giữ nguyên đi, đúng không? Dùng giữ, giữ nguyên cũng được. Khi mà nó giữ nguyên ở mức 32 triệu trước khi nó giảm để kết thúc ở mức 38 triệu đúng không? À, tương tự này thì tổng chi tiêu uh, được thể hiện bằng tri, tỷ tỷ Anh quốc đúng không? Tỷ bằng Anh đúng không? Thì nó trải qua một cái sự tăng trưởng rất là lớn, so exponential growth rất là hay luôn, từ này rất là hay luôn. Cứ chóp Đấy, có một bạn nào cho thầy từ này ấy, đúng không? À, từ cái con số này đến con số này này Và sau đó Ủa cái gì nhỉ? Ồ, ủa, ủa, ủa. À đây Đây And then decline Và sau đó giảm à, Tới con số này đúng không? Và nó bật lại đúng không? Rebound là bật lại đúng không? Bằng từ recover Bật lại rất là nhẹ Tới mức này và nó hành tính 8 Thân bài 2 thì chúng ta tả nốt hai cái dữ liệu cuối thôi Liên quan về gọi là chi tiêu trung bình này thì dữ liệu thì nó bắt đầu ở mức này này nó giảm tới mức này và năm sau này và nó tăng liên tục để chạm đỉnh các bạn nhớ là không phải tất cả lúc nào mình cũng tả hết lại không phải lúc nào mình cũng tả hết dữ liệu mình phải lựa chọn dữ liệu mà nó nổi trội để mình tả trong trường hợp mà cái bài đấy nó có nhiều thông tin quá đó thì mình phải lựa chọn cái gì nó khôn ngoan nhất để mình tả đó à, cuối cùng này thì uh, uh, cái ở mỗi đêm ấy là đây là con cái đây là cái dữ liệu duy nhất mà nó giảm thì nó bắt đầu initiated rất là hay nó bắt đầu ở mức 8.2 này, rồi nó giữ ổn định này trong 1 năm này và nó tăng 0.1 vào hai năm cho hai năm tiếp theo này trước khi nó giảm xuống 7.7 vào năm 2008. Rất là dễ hiểu luôn đúng không mọi người ha. Nào chúng ta sẽ cùng cho điểm với thầy nha các bạn nhá. Bài này đúng không? Đây là bài này là bài gọi là written bởi gì đấy nhỉ? Written by gì đây? Uh, thầy Alex đúng không các bạn? And his student đúng không các bạn ha? Ngày bao nhiêu nhỉ các bạn ơi? 12 tháng 12 ngày hôm nay rất là đẹp luôn đúng không? Đó. Và bài này thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ được đạt điểm trên 7.5 các bạn nha. Đó, rất là rất là ok la đúng không mọi người ha? Trên 7.5 bài này nha mọi người. Yeah, chúc mừng mọi người nha mọi người. Yes. <laughs> Tiếng điên cho 10 điểm nha các bạn nhé. <laughs> cho 10 điểm nha mọi người. Được không mọi người ha? Đó Rất là ok la đúng không mọi người ha Nhớ yeah. Nào thầy muốn các bạn chụp ảnh màn hình lại những bài này là mọi người Chụp ảnh màn hình lại nha mọi người nhá Chụp ảnh màn hình lại đi Yes Chụp lại về nhà viết lại hoặc là vào thi thoảng rảnh rảnh của lấy ra đọc lại đúng không các bạn ha Đó Đọc lại đúng không Nhớ lại từ vựng các thứ đúng không mọi người Nhớ yeah. Chụp lại đi Đó Chụp lại nhá chụp màn hình lại nhá Đấy, chụp overall này Đó. Ok, chụp hình lại chưa? Chụp lại nhá. nhé chưa chụp hình mình lại này, thân bài 1, thân bài 2 này đúng không? Yeah. Chụp màn hình lại nha các bạn nha. Ok, ok. Yes. Rồi. Right. xem đề bài đúng không? Có bạn hỏi xem đề bài đúng không? Thầy câu có rồi các bạn nhớ lịch livestream của thầy nha mọi người thứ hai và thứ tư thứ sáu lúc 11 giờ sáng các bạn nha thì chịu khó lưu cái link livestream của thầy lại hoặc là ấn vào cái chuông đăng ký ấy, thì mỗi lần thầy livestream thì các bạn sẽ nhận được đúng không? Đó và bạn nào mà muốn đăng ký học với thầy thì chúng ta sẽ uh, follow ấn vào đường link trong bio nhé các bạn nhé. Đó ấn vào đường link trong bio giúp thầy đăng ký học với thầy nha các bạn nhé. Alright. Thank you very much guys yeah. Nhớ nhé mọi người lịch livestream thầy là thứ hai thứ tư và thứ sáu nhé mọi người nhé chịu khó thứ tư lên livestream với thầy cho nó đông cho nó vui đúng không các bạn nha giống như hôm nay chúng ta học với thầy này mọi người đó Ok ok Alright guys Thank you very much And I'll see you guys um, on Wednesday yeah? Bye bye mọi người nha mọi người Bye guys Take care everyone And I'll see you guys later Bye guys Bye bye mọi người Chào mọi người nha Bye cả nhà Bye 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 mọi người nha Bye guys